Paris, đại diện chính phủ Pháp đón có nghi thức, nhưng với một nghi thức như còn để đợi xem. Nhưng các kiều bào và đông đảo nhân sĩ và nhân dân Pháp nô nức chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng. Bác đến gặp Việt Kiều, bác nói với những người con của đất nước đã lâu sống xa quê hương. Trong cái gia đình Pháp Việt đấy, đấy là một cái đất nước. Trong gia đình Pháp Việt đấy, thì có để ra các cháu. Tức là có cái đi con đường cước Union Française. Hay là Amitié, gọi là cái gì Pháp Việt phát hiện. Đấy là các đồng bào thực hành, cước lúc chính phủ thực hành. Anh em chị em đồng bào ta đây đã đoàn kết thì bây giờ là phải đoàn kết thêm, phải xem cái gương anh em chị em đồng bào ở trong nước. Vì sao mà chúng ta bây giờ được cái địa vị chúng ta mới có đây? Đấy không phải Hồ Chí Minh gì, không phải một cái đảng nào, một cái phái nào, cái nhóm nào làm được đâu. Đó là nhờ tất cả đồng bào, mà tất cả đồng bào mà có cái lực lượng đó. Bờ biển miền Bắc nước Pháp, nơi chiến trường cũ ác liệt trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bàn tay bác ném đi những trái mìn và bịt lại mọi nòng súng. Nhân dân ta chỉ muốn hòa bình. Nhưng cuộc đàm phán ở Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, đêm 14 tháng 9 năm 46, bác ký một thỏa ước tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Trong cuốn hồi ký Chuyện một nền hòa bình bị bỏ lỡ, ông Saint-Denis viết: quả thật đáng tiếc là nước Pháp đã không đánh giá được đúng tầm cỡ ông Hồ Chí Minh, không hiểu nổi vai trò của ông và sức mạnh mà ông có trong tay. Nhà sử học Xô Viết Kobelev viết: Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại Việt Nam, đã chân thành giơ bàn tay hữu nghị cho nhà yêu nước vĩ đại Pháp De Gaulle. Nhưng De Gaulle đã không nắm lấy bàn tay ấy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác trên trường tin chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác là viết những công việc cần thiết lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến. Như mọi người đều biết, sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ, thì chú biểu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu. Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được một tháng, sau này là giữ được hai tháng. Bác lại hỏi còn các thành phố khác. Tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là thế còn vùng nông thôn thì thế nào. Tôi nói vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói thôi được, ta trở lại Tân Trào. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đôi,
vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Vẫn núi rừng sông suối Việt Bắc thân quen, nhưng nay đã sang một trang sử mới. Chủ tịch nước những ngày ấy, Bác Hồ như vậy, và mỗi người Việt Nam cũng sẵn sàng chịu đựng, hy sinh hết thảy vì Tổ quốc. Anh bộ đội đã trở thành người được yêu mến nhất ở mọi nơi. Nhân dân gọi anh là anh bộ đội Cụ Hồ. Trong chiến đấu muôn nghìn gian khổ, cả dân tộc ta đã tự nhận ra mình, và mỗi con người cũng như mới tự khám phá thấy khả năng lớn lao không ngờ của mình. Âm hưởng của kháng chiến sang sảng trong câu thơ Bác Hồ những ngày ấy. Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tiếng kèn kháng chiến vang dội non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào, sức ta đã mạnh, người ta đã đông. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công. Bác viết thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng. Tôi được biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh, thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể. Người chỉ huy cao nhất của toàn dân ta đã sống như vậy trên những con đường đánh giặc. Một quân đội, trong đó người chỉ huy với người chiến sĩ như cha với con, như anh với em. Một cuộc sống mà những con người không hề quen biết nhau, đối xử với nhau như ruột thịt. Vì vậy, như bác đã nói theo câu ca dao cũ, nay tuy châu chấu đá voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra.